gia chủ ký gửi em một cái căn nhà đang ở, đang buôn bán luôn nha chị, với vị trí rất là đẹp. Đường này là kêu bằng đường huyện lộ 24 nha. Với ngang căn nhà của chủ là 6, chiều sâu là 29 nha. Ở trước thì có một cái căn nhà đó xây trên cái chỗ đường kinh đó, đang buôn bán luôn. Khoảng là 10 mét đó chị, nếu tính từ cái mỹ chỗ đường nhựa nè vô tới hết căn nhà và đất mình luôn là khoảng là 39 mét đó chị ha. Tại cái lộ kinh đó thì xây qua luôn rồi, cái đó thì cho mình mua căn nhà ở trong tặng ngoài cái căn nhà để buôn bán luôn chị ha, lộ giới. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha chị, nằm hướng này là hướng bắc nha. Địa chỉ cái căn nhà của chủ là ở ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đó. Giờ là buổi trưa nè, học sinh về rất là đông luôn, mình chạy khoảng có một cây số thôi là đồng tới trường học nè, ủy ban nè, trạm y tế nè và nhiều tiện ích khác nha. Còn đây mình về thành phố Mỹ Tho chị là 17 cây số nha. Còn nếu mình ở thành phố Hồ Chí Minh, tính từ bến xe miền Tây á về tới cái căn nhà mình cần mua là 64 km anh chị. Đây là cái vị trí nè. Đó. Gia đình có xe ô tô, xe tải về tới vị trí luôn nha. Tại căn nhà mình đây là mặt tiền đường huyện lộ luôn, 24. Còn cái hướng ngược lại thì mình liên thông về ra quốc lộ 50 đó, mình đi khoảng là 2 cây số nha. Còn hướng này mình đi thẳng luôn là đi ra chùa Mẹ Nam Hải, khoảng là 5 cây số là tới chị ha. Thẳng một đường xong rồi trái là tới chị, rất là dễ đi. Cái đường rất là rộng, xe ô tô, xe tải mình lưu thông rất là dễ dàng luôn. Căn nhà thì chủ đang ở, đang buôn bán luôn chị ơi. Đây có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Và cái ranh giới là từ vị trí chỗ đường bê tông nè chị. Bê tông anh chị ha, có khoảng đây đổ bê tông khoảng 1m2 nè, đi vô trong nhà. Tại đây là tiệm của chủ luôn, đang buôn bán tập hóa chị ha. Còn kế bên đây là nhà mẹ của chủ anh chị ha, bên tay trái là nhà mẹ của chủ, nên cây trái mình anh chị nó sao chưa có làm hàng rào ranh giới đó, tại vì tông gia đình anh chị ha. Còn nếu mình mua thì mình về kéo hàng rào ranh giới lại nha chị ha. 6m đó. Ở đây là từ cái mí đường nhựa này em nói đó, để vô có cái nhà đem buôn bán nè, xây trên là cái gạch anh chị, tên sổ để cái gạch đó. Cái gạch là cái kinh đó chị ha, đó lộ giới, nhưng mà xây buôn bán được bình thường nhưng mà không có xây kiên cố lắm chị ha. Đó thì mình mua nhà bên trong thì thấy phần ngoài đây đó, cái nhà tập quá này là đủ tặng lại cho mình luôn để mình về mình buôn bán tiếp anh chị ha. Đó là phía sau mình ở đó, thì cô chú lớn tuổi rồi đó thì muốn về quê yên tĩnh mình ở phía sau, trước đây thì cho con cái cháu mình đó buôn bán anh chị ha. Đó, qua đây là 6m nha. Đó, bên đây cũng chưa kéo gạo luôn đó, qua bên trái thì qua bên phải anh chị ha. Giờ chỗ làm mặt bằng hết rồi, cuốn nền làm cái nhà đơn giản để buôn bán rồi. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong cái nhà buôn bán rồi ra phía sau nhà mình nha. Cái này đổ bê tông là của mình luôn, kéo thẳng rồi sau nha anh chị. Bên tay trái nè. Đây trước thì đây buôn bán bánh kẹo tập quá chị ha, bán nước nè, cũng làm cái nền rồi cũng bên hông thì ở đây là gặp bằng chất đơn giản thôi, bằng gỗ chị ha, cái tên là ton. Tại vì cái này phần lộ giới của gạch đó, nên cô chú anh chị đây thì làm đơn giản thôi, nếu mình xây kiên cố là không được nha. Đang buôn bán anh chị ha. Bây giờ tới đây khoảng là 10 mét anh chị, từ mấy lộ đó tới đây 10 mét nè. Tầm từ đây là nó vẽ trong sổ mình thẳng phía sau là 29 mét nha. Nhưng mà ở đây có vướng lộ giới của lộ giới là 5 mét đó chị. Từ chỗ em đứng đây qua tới cái đó là 5 mét. Là bắt đầu từ chỗ vị trí nhà xây kiên cố em sau là 24 mét đó chị ha. Là xây kiên cố nha. Là không thuộc lộ giới. Đó quay rất là kỹ nói từng chi tiết để coi chú nắm rõ cái căn nhà để mình về đây mua, để mình ở và kinh doanh buôn bán nha. Phía sau đây hơi thấp anh chị. Chỗ cuốn nền rất là cao luôn. Đó là nhà kế bên nhà của mẹ chủ anh chị ha.
Rồi để quay cái không gian rộng căn nhà rồi em sẽ đi vô bên trong nha anh chị. Nhà thì còn mới tinh đó chị ơi. Nhà rất là đẹp luôn chị. Cái nền nhà làm rất là cao luôn chị không? Đã lót nền ốp gạch lên tới trên luôn. Đây chị không? Nhà còn mới, cái này làm dọn ở liền anh chị ha. Hỏi suy nghĩ nha anh chị. Giá là 1 tỷ 450 triệu nha anh chị. Hiện tại thì nãy thì gia chủ có đưa sổ em xem rồi. Đó thì nếu cô chú anh chị có cần nhu cầu thì kết bạn Zalo em, sẽ gửi sổ thông tin định vị cho mình xem trước ha, rồi mình về gặp trực tiếp chủ một lần nữa, anh thương được cái giá rồi mình ra công chứng trong ngày luôn anh chị ha. Nhiều lúc anh em sợ anh chị ở xa đó hay là công việc bận rộn á, đã mất thời gian anh chị ha. Mình quay kỹ để mình thấy rõ không gian căn nhà để mình vui nha. Không gian phòng khách gì không? Toàn bộ á, thấy không? Bằng thờ rồi cái chỗ tiếp khách toàn bằng gỗ hết, còn cửa sổ chị không? Hai bên này bằng cửa bằng nhì, này là inox anh chị, inox. Rất là rộng, rất là kiên cố luôn. Thường thì gia chủ đây đó thì ốp lên cao là 1m8 chị ha. Này gạch ở dưới em thấy gạch bóng kiến chị ha. Sáng ngời luôn, đi rất là mát chân luôn chị. Cái lối đi sau rất là thoải mái luôn. Thiết kế này là 1,5m anh chị ha. Nhiều nhà em thấy có 1m, 1m2 rất là nhỏ anh chị ha. Thấy này lối ra sau rất là thoải mái. Cũng thiết kế cửa sổ nè, lấy sáng vô, lấy gió trời vô, rất là thông thoáng cái không gian căn nhà của mình nha. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất. Phòng thứ nhất thì đây có đầy đủ tiện nghi, máy quạt, máy lạnh, tivi, tủ, giường nệm đầy đủ hết anh chị ha. Nhà thì chủ đang ở nên đồ đạc cũng hơi bị bộn nha, anh chị hoặc cô chú mình cũng thông cảm nha. Mỗi phòng ngủ đều có không gian cửa sổ hết, nó rất là thoáng nha. Đặc biệt cái phòng ngủ đầu tiên thì ở đây thì gia chủ thiết kế nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong luôn, nên rất là thông thoáng, rất là tiện chị ha. Đây đây nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, cũng vừa phải thôi, không có lớn mấy chị ha. Đây nằm trong phòng ngủ cũng có máy lạnh, xin lỗi cái này là máy nước nóng anh chị ha, còn phòng ngủ ngoài để gắn máy lạnh này. Nhà tắm, nhà vệ sinh đây thì gia chủ là ốp gạch lên tới trần luôn nha anh chị. Quay rất là kỹ mình xem luôn ha. Toàn bộ căn nhà thì chủ đã đóng lọc không hết rồi nha anh chị. Rồi để em ra cái ganh cuối cùng luôn, chỉ ganh giới cho mình nắm ha. Được là hai phòng ngủ, một phòng khách, còn nhà vệ sinh đó là hai, nhà tắm cũng hai luôn chị ha. Đây là cái không gian nhà tắm. Tại chủ đang ở nhà, có đứa con của chủ ở đây ha, không quay tiện anh chị cũng thông cảm nha. Còn đây là phòng thứ hai. Không gian cũng giống như phòng thứ nhất, nhưng có cái phòng thứ hai này thì gia chủ không có thiết kế nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong nha anh chị. Đây quay cao cho anh xem. Hiện tại thì cái nhà mình là đất cái lâu năm chưa thổ cư nha. Còn nếu mình về đây muốn mua lên thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư được bình thường nha. Tại nhà mình nằm vị trí đây là mặt tiền đường nhựa quyền lộ 24 nha anh chị. Đây là không gian bếp nè, cực kỳ rộng luôn chị thấy không? Dưới thì gia chủ cũng thiết kế mấy cái cửa kéo đó để mình che cái phần dưới để đồ đạc dưới cho nó gọn gàng chị ha. Rồi bên tay phải mình là cái máy giặt, rồi cái chén ở đây. Cửa sổ thấy rất là hợp lý đây, cửa sổ làm rất là lớn luôn. Nhiều lúc mình nấu ăn đó chị, cũng rất là tiện đó. Mở cửa sổ ra để cho nó cái khói nó thông thoáng cái không gian bếp của mình nha chị. Đây chỗ là rửa chén bát đây. Đây là chỗ nấu cơm, đây là bếp ga. Bếp ga âm ở dưới chị ha. Rồi phía sau cái căn nhà mình đây là còn 1 mét nữa chị ha, là mới hết đất nha. Đây căn ghế phía sau, từ cái mí tường cuối cùng nè ra đây là còn 1 mét đó, đất của mình nha chị. Còn cái mương này là đất của hàng xóm nha. Chứ không phải của mình. Phía sau này có mương là của người ta chứ không phải của mình nha. Nước em thấy hơi đục của chị ha. Này thì mình về ra anh chị có thể mình mua thêm một phần đây anh chị ha, ra cái phía sau luôn. Tại vì cái này giống như cha mẹ để lại phần này anh chị hỏm lúc trước cho con cái còn dư cái này em thấy còn khoảng là 10 mét mới tới ganh cuối cùng, nhưng mà cho con cái tới vị trí đây ra còn mét mét thôi
Đó, này còn nếu không anh chị có thể mình dèm xem tường đây nha, em thấy nước hơi đục. Đó, nếu mà làm gạo là ranh giới mình đất liền của mình, còn cái mương là đất của cha mẹ anh chị ha. Đó, gia chủ cũng làm mấy tiền chế ở sau khoảng dài khoảng 2 mét luôn chị thấy không, trời mưa tạt anh chị. Rồi để đây em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở mặt tiền đường huyện lộ 24 ở Trà Gạo tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1 tỷ 450 triệu nha. Giá này chủ nó còn bớt và mình về cứ gặp trực tiếp chủ và mình thương lượng và mình công chứng anh chị ha. Nhà em thấy rất là đẹp, rất là mới và được tặng cái phần trước cái một căn nhà để buôn bán đó chị. Đó, rất là tuyệt vời. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, có động lực về những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.